Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Hình ảnh kinh hoàng với lũ lụt ở Trung Quốc, dân trắng tay chỉ trong chốc lát. Hơn 15 triệu người dân ở miền Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với lượng mưa lớn bất thường nhấn chìm và cuốn trôi nhà cửa. Dịch viêm phổi Vũ Hán mới qua, nỗi kinh hãi còn chưa hết, kinh tế chưa được phục hồi. Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn liên tục, nước lũ cuồn cuộn chảy qua những con phố trong thị trấn, nhấn chìm nhiều tòa nhà, phố xá khắp miền Nam Trung Quốc. Những trận mưa thế kỷ gây thiệt hại nặng nề. Vừa qua, Trung Quốc thông báo sự xuất hiện hồng thủy số 1 năm 2022 ở thượng nguồn sông Dương Tử, khi dòng chảy đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp tương đương trận lũ lớn năm 1998. Theo GGTN, trận lũ có tốc độ dòng chảy lên tới 54.000 m³/giây. Theo thống kê mới nhất của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, thảm họa lũ lụt khiến 15,67 triệu người tại 26 tỉnh bị ảnh hưởng. 106 người chết và mất tích, hơn 13.000 ngôi nhà bị cuốn trôi và ước tính thiệt hại kinh tế là 36 tỷ nhân dân tệ. Quan chức Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc MWA Vương Trường Lập cho biết, kể từ tháng 6, 250 con sông trên khắp Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên mức cảnh báo, chủ yếu ở các khu vực Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy. Nước lũ bao quanh một ngôi làng ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vào tháng 6. Đường phố ngập nước và các tòa nhà bị nhấn chìm ở Miền Ninh, phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Hồ Bắc, cũng là nơi khởi phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019. Nhiều hình ảnh video cho thấy nước lũ cuốn theo bùn ngập đến thắt lưng, nhiều người còn mắc kẹt trong xe hơi tại thành phố Nghi Sương, thành phố lớn thứ hai nằm ở phía tây tỉnh Hồ Bắc, chắn cửa phía đông của đập Tam Hiệp. Thị trấn du lịch Dương Châu đã trải qua một trận mưa thế kỷ mà một quan chức gọi là sự kiện có 102, theo The New York Times. Tại Sơn Đông, theo tạp chí Southern Weekly, hơn 1.000 khách sạn và 5.000 cửa hàng bị hư hại. Tại thành phố Trùng Khánh, khoảng 40.000 cư dân đã được sơ tán. Video ghi lại cảnh dòng nước lũ chảy qua một căn hộ ở tầng 3 tạo thành một thác nước trên tòa nhà. Ai cũng sốc khi chứng kiến cảnh tượng này. Mưa bão cũng làm hư hại 1.251 hectare hoa màu, phá hủy các ngôi nhà và công trình đường cao tốc. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 10,4 triệu đô la Mỹ. Khuyên Hùi, một giáo sư lịch sử đã nghỉ hưu, đang đi nghỉ ở Dương Châu thì mưa bắt đầu rơi lớn vào tháng trước. Ông và những người bạn đã cố gắng sơ tán nhưng cho rằng hành động này quá nguy hiểm. Họ đang ăn sáng vào sáng hôm sau thì bắt gặp một cảnh tượng đáng lo ngại. Hồ bơi bên ngoài cửa sổ đột nhiên chuyển từ trong vắt sang bùn lầy, ông Khuyên kể lại. Hóa ra là nước lũ chảy vào từ ống nằm dưới đáy hồ bơi. Ngay sau đó, dòng nước đục ngầu tràn ra khỏi hồ bơi, nhanh chóng phủ kín sân rồi chảy lên cầu thang. Họ bị mắc kẹt trong khách sạn trong 2 đêm, cho đến khi một đội tình nguyện giải cứu họ. Chưa hết, vào 20h35 phút vào tối theo giờ địa phương, một mạn đê dài khoảng 50m tại trấn Thiên Dương thuộc huyện Thiên Dương đã vỡ, tác động đến diện tích canh tác khoảng 1.000 ha. Tính đến nay, hơn 9.000 dân cư bị đe dọa do vỡ đê, chính phủ nâng mức cảnh báo lũ từ 3 lên 2. Phượng Hoàng Cổ Trấn biến thành dòng sông đục ngầu. Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm trên một nhánh sông Dương Tử, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, về phía thượng nguồn đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới. Cổ trấn hơn 2.000 năm tuổi trở thành địa điểm mới nhất bị ngập khi lũ lụt càn quét Trung Quốc trong vài tuần qua. Phượng Hoàng Cổ Trấn hình thành từ thời Xuân Thu năm 770 đến 476 trước Công Nguyên, là điểm du lịch thu hút khách và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2008. Hình ảnh so sánh Phượng Hoàng Cổ Trấn trước và sau khi nước lũ dâng cho thấy nhiều sự khác biệt lớn. Bức ảnh chụp Tuyết Kiều trước và sau khi nước dâng có sự trái ngược. Chiếc cầu kết cấu 2 tầng xây bằng đá và gỗ, thanh thoát nhẹ nhàng, trắng tinh khôi, giờ đây ngập giữa dòng nước lũ đục ngầu. Hai bên bờ cổ trấn bị ngập, nước chuyển màu, trái ngược với dòng nước trong xanh thơ mộng trước đó. Từng là một nơi thu hút khách du lịch, chỉ qua một cơn lũ quét, cảnh tượng cổ trấn hoang tàn. Người dân sống nhờ du lịch phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã.
đại hồng thủy, thời đại mới. Dịch bệnh kết hợp với các cơn mưa lớn không ngớt trong 31 ngày biến nhiệm vụ phòng chống lũ lụt trở thành một công việc rất đáng sợ. Các chuyên gia bắt đầu cảnh báo về các vụ lở đất, vỡ các hồ chứa và đập sắp tới. Khi những cơn mưa trở nên dữ dội hơn vào tháng trước, một số nhà bình luận ở Trung Quốc đã phàn nàn rằng họ nhận được rất ít thông tin về sự kiện này, cả trên các trang tin tức Trung Quốc và trên phương tiện truyền thông xã hội. Có lẽ mọi người đã trở nên tê liệt trước những thảm họa, hoặc chính phủ Trung Quốc và các cơ quan kiểm duyệt không muốn thu hút sự chú ý của những con dân đau khổ. Họ đã quá khả năng có thể xử lý biến cố này cho dân chúng. Trước thiên tai, người dân Trung Quốc bất hạnh lại phải gồng mình chống chọi. Kinh nghiệm duy nhất mà nhà nước Trung Quốc có thể truyền đạt cho người dân họ là lúc nước dâng cao, hãy bỏ xe và chạy đi. Lúc bị kẹt trong xe, hãy tìm đồ vật nào đó dùng được để đập vỡ cửa xe. Và theo cách đó, có người đang đi trên đường phố thì mưa lũ, phải bỏ cả xe và tìm mọi cách để thoát ra ngoài. Nhiều nông dân chịu đựng thiệt hại do lũ lụt, đặc biệt là các nông trại nuôi gia súc gia cầm. Họ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, mọi gia tài bốc hơi trong phút chốc. Người dân kêu khóc, gào thét rất bi thương. Có lẽ giờ đây họ đã nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc không quang minh và vĩ đại như họ vẫn được tuyên truyền. Trước thời khắc sinh tử, mọi tài sản vật chất bị cuốn bay, những giấc mộng về kinh tế và một cuộc sống phù hoa của Đảng nay chẳng còn ý nghĩa gì. Chính quyền của họ chẳng vì dân như đã nói, nếu không đã không giấu giếm thông tin về virus và cũng sẽ không chủ quan trước công tác phòng chống lũ lụt như vậy. Nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp còn treo lủng lẳng trên đầu 600 triệu dân Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn đã biết được mối họa này nhưng vẫn bất chấp xây dựng. Người dân Trung Quốc tuyệt vọng kêu trời, liệu ông trời có thể cứu giúp họ trước những trùng trùng thiên tai thảm họa không? Xưa kia khi đạo đức con người bại hoại đến mức không thể cứu chữa, một trận đại hồng thủy đã xảy ra. Đại hồng thủy đã lưu lại một lời giáo huấn sâu sắc của thần cho muôn đời. Chừng nào thế nhân còn giữ được đạo đức của mình thì chừng ấy nền văn minh của họ vẫn tồn tại và phát triển. Và ngược lại, năm đó chỉ có gia đình Noan an toàn trên con tàu huyền thoại bởi họ là những người thiện lương được Chúa lựa chọn. Người dân Trung Quốc sau 70 năm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dần mất đi thiên tính. Họ sống trong sự lừa lọc, dối trá và bạo lực, trở thành những con người khát khao tiền bạc mà đánh đổi tự do. Tâm hồn và thể xác của họ bị kìm kẹp bởi chế độ, tư duy và khối óc của họ chỉ bó hẹp trong của cải vật chất và bản thân mình. Một đế chế tàn bạo đã phá hủy đi những giá trị cốt lõi của cả một dân tộc, tức đoạt đi nền tảng nhân cách của một con người, khiến giờ đây người dân phải lâm vào bước đường cùng cả về vật chất và tinh thần. Nước đã lột trần vẻ ngoài bóng bẩy hào nhoáng để lộ bản chất thật của vạn sự vạn vật. Nước giờ đang thanh tẩy Trung Quốc, và cái chúng ta được chứng kiến là sự hoang tàn, đổ nát và chết chóc đau thương. Từ lâu, cả tinh thần của đất nước Trung Quốc đã bị mục ruỗng và hủ bại. Người dân Trung Quốc liệu đã tỉnh ngộ, đã hiểu rằng giờ họ thực sự trắng tay, mất cả chỉ lẫn chài. Rằng hóa ra họ đã bị lừa và đầu độc suốt bao nhiêu năm. Một chế độ gây thù chuốc oán với thế giới, không ngại giết chết con dân của mình qua biết bao cuộc đàn áp như Tân Cương, Duy Ngôn Nhĩ, Pháp Luân Công, Thiên An Môn, liệu có xứng đáng để họ hy sinh xương máu? Cuộc thanh tẩy này giống như một gậy cảnh tỉnh của thần. Người Trung Quốc nếu có con tàu Noah cho chính mình thì cần phải phân biệt được thiện, ác và đứng về phía chính nghĩa. Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là bến đỗ dành cho họ. Mưa lớn tại Trung Quốc gây sạt lở đất khiến hàng trăm người mất nhà trong vài phút. Mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua đã khiến 4 ngôi làng ở tỉnh Quý Châu phía tây nam Trung Quốc đã bị chôn vùi trong trận lở đất, khiến khoảng 500 người dân cư trú tại các ngôi làng này mất nhà chỉ trong vài phút. Đồng thời, mưa lớn xảy ra tại các khu vực khác khiến nước sông tràn bờ gây ngập úng hoa màu. Lở đất cũng xảy ra tại các khu vực khác của tỉnh Quý Châu và Hồ Bắc. Hiện tại chưa có thông tin rõ ràng về thiệt hại người. Mưa lớn liên tục đã gây ra lũ lụt tại các khu vực thuộc các tỉnh Hồ Bắc, Quý Châu, Hồ Nam, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Chiết Giang, Giang Tô, Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông. Dân số các tỉnh này chiếm 1/2 dân số toàn Trung Quốc, khoảng 695 triệu người, nhưng giới chức cho biết chỉ có khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt này. Hơn nữa, những người dân ở gần khu vực lở đất tại Quý Châu cho biết chính quyền địa phương không cho phép họ đến gần khu vực bị thảm họa và từ chối cung cấp thông tin về tình hình tại đó. Chính quyền che đậy thông tin.
Sau 4 giờ sáng, mưa lớn đã gây lở đất và cuốn trôi nhiều ngôi nhà tại thị trấn Giang Long, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, thuộc vùng Tây Nam Trung Quốc. Chính quyền địa phương thông báo rằng 133 ngôi nhà đã bị phá hủy và 507 người dân đã bị mất nhà. Tuy nhiên, người dân tại làng này cho biết trên thực tế mức độ thiệt hại lớn hơn nhiều. Trong một cuộc phỏng vấn, Lee Jun, một người dân làng Siban ở Giang Long cho biết nhiều ngôi nhà tại làng này bị hư hại. Hầu như toàn bộ ngôi làng đã bị chôn vùi, chỉ còn lại 3 hoặc 4 ngôi nhà. Đội cứu hộ đã tìm thấy rất nhiều người bị chôn vùi trong bùn đất, nhưng họ đều đã chết. Giang Long là một thị trấn cách xa trung tâm thành phố Đồng Nhân nhất. Đội cứu hộ đến nơi là sau 10 giờ sáng, tức là hơn 5 tiếng sau khi xảy ra sạt lở. Lee nói, thật đau buồn, nhiều dân làng đã bị lũ cuốn trôi, hàng nghìn mẫu đất bị ngập úng và con đường giao thông chính nối thị trấn với thành phố cũng bị hư hại. Lở đất cũng xảy ra tại hai ngôi làng khác là Giang Long Giang He và Giang Long Xiao, gần làng Siban. Một chủ cửa hàng ở làng Giang Long tên là Jin Hu cho biết hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đã đến hai ngôi làng này, nhưng họ không hề cho biết thông tin về hậu quả của trận thiên tai. Người chủ cửa hàng này cũng cho biết ngọn núi Phiêng Hoang Linh gần đó đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Một số người dân trong làng đã rời đến sống với người thân ở rất xa ngọn núi. Một chủ nhà hàng tại làng Mushu, cách làng Siban hơn 3 km cho biết làng Siban đang bị phong tỏa. Giới chức không cho phép bất cứ ai tới ngôi làng. Chúng tôi thậm chí không được phép giơ điện thoại của mình lên kể từ xa. The Epoch Times đã liên lạc với phòng khám Giang Long, một trung tâm y tế gần làng Siban nhất. Lễ Tân cho biết hầu hết nhân viên của họ đã được điều động đến nơi xảy ra thảm họa, nhưng cô từ chối tiết lộ thông tin cụ thể. Cô chỉ nói tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Theo dữ liệu chính thức, lượng mưa tại tỉnh Hồ Nam thuộc vùng Trung Nam Trung Quốc, tỉnh An Huy miền Nam Trung Quốc và tỉnh Giang Tây thuộc vùng Đông Nam Trung Quốc lên tới 300mm đến 500mm. Tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, lượng mưa lên tới 800mm. Tại một huyện ở Giang Tây, lượng mưa trong 24 giờ đạt khoảng 538mm, tương đương với lượng mưa một năm tại Bắc Kinh trong những năm gần đây. Các thành phố khác ở Giang Tây cũng ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong lịch sử. Kè một số con sông tại Hồ Bắc và Giang Tây đã bị nứt. Thị trấn Cảnh Đức Trấn ở Giang Tây là quê hương gốm sứ nổi tiếng của Trung Quốc. Một người dân địa phương tên Su cho biết nước lũ tại thành phố này lên tới 1m. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Su cho biết toàn bộ hoa màu trong khu vực đều chìm trong biển nước. Trong khi đó, tại thành phố Vũ Di Sơn thuộc tỉnh Phúc Kiến ở phía đông nam Trung Quốc, trận lụt xảy ra đã khiến nước lũ dâng cao hơn 1m tại hầu hết các khu vực của thành phố, cuốn trôi xe cộ và nhiều tài sản cá nhân khác. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.